doanh nghiệp của bạn đang gặp vấn đề về kinh doanh, quản lý, phát triển, đào tạo, mua bán online, thương mại điện tử, phát triển website, mở rộng thị trường. Đừng lo, chúng tôi ở đây để tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn. Thực tế thì trong thời đại 4.0 này, nếu doanh nghiệp của bạn không được số hóa, thì chỉ trong vòng 3 đến 4 năm nữa, bạn sẽ thật sự bị tụt hậu và giảm cạnh tranh rất lớn. Vì vậy, chuyện số hóa doanh nghiệp gần như bắt buộc. Nếu bạn gặp vấn đề và không biết bắt đầu từ đâu trong việc số hóa doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi có phần mềm quản lý doanh nghiệp 4.0 quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, hệ sinh thái doanh nghiệp giúp quý công ty kết nối với hàng ngàn doanh nghiệp khác, sàn thương mại điện tử nội bộ và mở rộng, giúp tiếp cận thêm hàng chục ngàn khách hàng tiềm năng, hệ thống đào tạo nhân viên, khách hàng hiệu quả và tinh giản. Thực ra, mở rộng thị trường cũng là hình thức phát triển doanh nghiệp, nhưng chúng tôi đưa ra một mục riêng vì điều đó rất quan trọng và rất lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Việc tiếp cận thị trường mới luôn luôn rất khó khăn. Cụ thể là, bạn gặp khó khi mở rộng môi trường kinh doanh trên mạng, mở rộng thị trường ra các tỉnh, cần tìm và hợp tác với các đối tác tin tưởng, tìm đại lý và doanh nghiệp của bạn cần tập khách hàng mới. Bạn gặp vấn đề về đào tạo nhân sự. Bạn muốn phát triển doanh nghiệp, nhưng nhân sự của bạn vẫn làm việc như cũ và chính bạn cũng làm việc như vậy thì doanh nghiệp phải phát triển làm sao? Đây là lúc bạn cần tăng cường năng lực của chính mình và của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Đào tạo làm việc hiệu quả và làm việc trên môi trường 4.0. Đồng thời, đào tạo cách PR, marketing online và cách viết bài, cách đưa sản phẩm lên Internet. Đào tạo quy trình tối ưu hóa, tự động hóa, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp tất cả những điều đó. Ngày nay, người người nhà nhà nói về thương mại điện tử, nhưng công cuộc bán hàng online của công ty bạn vẫn chưa có gì khởi sắc, bạn vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu cho hiệu quả. Bạn lạc lối giữa ma trận thông tin. Với kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực thương mại điện tử và thiết kế website, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. Bạn gặp vấn đề về phát triển doanh nghiệp. Doanh nghiệp của các bạn đã hoạt động lâu, nhưng mãi chỉ quanh quẩn với những doanh thu doanh số như những năm trước, hoặc có phát triển nhưng rất chậm. Bạn đã làm rất nhiều cách khác nhau nhưng đều cảm thấy không hiệu quả, ngược lại còn tốn kém hơn. Nguyên nhân thì rất nhiều, vì đây chính là điều quan trọng của tất cả doanh nghiệp, sự phát triển. Quy trình quản lý không tốt, dẫn đến không quán xuyến được công việc. Người lãnh đạo quá bận rộn, không còn thời gian để suy nghĩ, gặp những nhà tư vấn bảo tiền nhưng kém hiệu quả, gặp nhiều đối thủ cạnh tranh về giá rất khắc nghiệt, gặp những ông lớn phủ sóng. Và hàng tỷ lý do khác, bạn đang cần một hướng đi, một người tư vấn cho bạn một hướng đi đúng, một cách tiếp cận mới để thoát khỏi vòng lẫn quẩn này. Nếu bạn gặp vấn đề về quản lý doanh nghiệp không hiệu quả, thì xin chúc mừng bạn, bạn không đơn độc, vì đại đa số doanh nghiệp đều gặp vấn đề này. Một số lý do thường gặp là công ty của bạn thuộc công ty gia đình, nên nó vướng vào mối quan hệ lòng vòng và khó quản lý khi đã phát triển. Công ty của bạn chưa áp dụng hình thức số hóa, chưa tối ưu hóa hệ thống quản lý. Công ty của bạn chưa rõ ràng, minh bạch, còn cà nể trong quản lý. Công ty của bạn chưa được đào tạo quy trình quản lý. Tuy nhiên, những lý do này với chúng tôi thì ngược lại rất dễ giải quyết và xử lý dứt điểm.